Căn phòng đầy bùn đất này chỉ mới mấy ngày trước còn là phòng học khang trang. Sau cơn lũ quét và lũ ống xảy ra vào ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2018 vừa qua, không chỉ trường mầm non Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên mà nhiều trường học khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ, mưa lũ trong 2 ngày đã gây hư hỏng thiệt hại cho 11 trường học trên toàn huyện. Trong đó, nghiêm trọng nhất là các trường học từ mầm non, tiểu học cho đến trung học cơ sở xã Chà Nưa. Đặc biệt ở trường mầm non Chà Nưa, do các em còn quá bé nên khi lũ về bất ngờ, các cô giáo đã phải rất vất vả mới có thể đưa các em ra khỏi trường an toàn. Lúc lũ về thì hai chị em đang ở trong lớp thì thấy hai anh ở bên ủy ban chạy sang để bảo để ý trời mưa, để ý xem sợ có lũ về. Thế hai chị em chạy ra ngoài cổng xem thì nước đã vào trong cổng rồi thì hai chị em gọi hết học sinh ở trong lớp dậy và chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài thì lúc đấy thì em bế hai cháu vừa kẹp hai nách mỗi bên một cháu chạy lên nhà anh chị Chính Khương thì em bỏ hai cháu ở đấy xong em chạy sang bên tiểu học với cấp 2 hô hoán các anh chị bên tiểu học cấp 2 chạy sang cấp bên trường em vì các cháu ở bên này đông trẻ với lại bé quá không biết chạy. Mưa lũ đi qua, toàn bộ sân, nhà ăn, nhà bếp, phòng học của trường mầm non Chà Nưa đều bị ngập trong bùn. Thiết bị dạy học, đồ chơi, đồ dùng của các em học sinh bị hư hại nặng. Cho đến chiều ngày 31 tháng 8, toàn huyện Nậm Pồ đã không còn mưa. Ở các trường học bị lũ tàn phá, gây hư hỏng nặng, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ đang huy động tổng lực giúp giáo viên chạy đua với thời gian để dọn dẹp bùn đất, làm sạch môi trường sau lũ khi ngày khai giảng năm học mới đã đến gần.